Chiều nay, ngày 14 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng cùng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và huyện Hòa Vang gồm các ông bà Lê Hồng Cương, Huỳnh Huy Hòa, Đinh Thị Thúy Hương, Nguyễn Ngọc Hải có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri xã Hòa Khương. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thông báo đến bà con cử tri thời gian tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố cuối năm 2022, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12. Thông báo nhanh về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022. Những vấn đề mà bà con cử tri kiến nghị trong lần tiếp xúc trước đã được các ban ngành liên quan phối hợp giải quyết. Bà con cử tri cũng được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện thông tin 12 nội dung đã được Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Vang xem xét và đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết. Tại buổi tiếp xúc, cử tri Hòa Khương nêu lên 6 ý kiến kiến nghị, tập trung chủ yếu vào việc thi công đường vành đai phía Tây chậm tiến độ, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, gây tình trạng ngập úng cục bộ khi có mưa lũ, việc bố trí tái định cư cho người dân trong vùng dự án còn nhiều bất cập.